Dạ, xin chào bà giám khảo. Xin mời em. Yêu là đau, thương là đau sao, chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về. Tình là có không khi nào, tay cầm tay, thương là thương sao, chờ mong ngày mai. Ai biết ra sao người có đi xa tận phương trời. Cái cách hát của em làm chị hơi bị khó chịu. Tại vì sao? Em thêm cái nốt tô điểm nhiều quá trong một chuỗi hàng loạt các câu. Cho nên là chị xin lỗi, chị sẽ nói không đồng ý. Ta kêu tên những linh hồn, ta vui riêng với ngày dài, chẳng ai hiểu ta muốn gì. Chỉ vì ta stress quá đi thôi. Anh không thấy cái sự đặc biệt và một cái sự thu hút từ cái giọng cho tới cái cách hát. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You are so handsome in the first moment I see you. But your voice is not enough for me. Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ, thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ. Đến với cái thần tượng âm nhạc Việt Nam thì tụi anh lại cần rất nhiều thứ ngoài chỉ có giọng thôi. Thì anh thấy là cái khả năng của em thì nó còn hạn chế rất nhiều. Thì anh cũng không đồng ý với em ngày hôm nay. Nói chung là em cũng biết hát nhưng mà không có gì đặc sắc cả. Không ấn tượng gì với anh cả, cho nên anh không chọn em. Công cuộc tìm kiếm những tấm vé vàng xứng đáng nhất hội tụ cả ngoại hình lẫn tài năng vẫn đang tiếp tục.